Mọi người coi cách tôi triệu hồi con xỉu này nha. Ăn không? Thấy chưa? Chú mèo có ngôn ngữ độc lạ, chỉ biết kêu ăn. Hả? Đây là em mèo tên Xỉu, một chú mèo coi đồ ăn là mạng sống của mình. Bởi thế mà sở thích nó vẫn vô người cả. Cả ngày chỉ biết kêu ăn ăn mà thôi. Cái duy nhất để triệu hồi bé Xỉu đó là hỏi ăn không, giống như thế này. Nghe câu đó thì chỉ cần trong tích tắc sẽ thấy nó xuất hiện trước mặt cùng tiếng ăn ăn đáp lại. Mọi người coi cách tôi triệu hồi con Xỉu này nha. Ăn không? Thấy chưa? Tốc độ có thể nói nhanh tới mức tưởng chừng như cô nàng Xỉu này đã nằm canh sẵn, chỉ đợi có người hỏi là đòi ăn liền. Nó liên tục kêu ăn để dục chị chủ lấy đồ ăn. Chắc là bụng đói lắm rồi đây mà. Trời ơi, sao mà ở đâu mà canh trả lời hay vậy? Ăn hả? Xỉu đói lắm hả? Hả? À, hay là mai mốt ăn đi, gì ăn hoài vậy? Ôi, buồn ngủ à. Ngủ nướng xíu nha. Chờ xíu được không? Theo dõi Xỉu lâu, nhiều người cũng tò mò tại sao em không kêu meo meo mà chỉ biết kêu ăn. Ủa? Chị chủ liền giải thích. Thực tế trước đây, Xỉu là một em mèo kiệm lời. Nếu có nói thì nó sẽ nói một loại ngôn ngữ riêng thay vì kêu meo meo như các đồng meo khác. Sao Xỉu chỉ biết kêu ăn vậy chị? Xỉu biết kêu meo không ạ? Mèn đét ơi, sao không đi hỏi nó á? Hỏi tôi sao tôi biết? Lúc ginh bả về, cái size bả bặn bụm tay, nhỏ chút ép à. Nhưng bả kiên cường mạnh mẽ lắm nha, nhìn là thấy có tố chất rồi đó. Lúc mở cái thùng ra, tôi thấy bả nhỏ chiếu, tôi mới hoang mang nói là lần này căng rồi nghe. Nó còn nhỏ quá chưa có thoi sữa, mà giờ không có mẹ nó ở đây nữa. Thấy vậy chứ chăm mèo con cực hơn chăm mèo lớn nhiều. Còn cái thứ hai tôi sợ nữa là nó khóc. Mèo con nó hay khóc lắm mọi người. Với lại về nhà mới chỗ lạ nó còn kêu nhiều nữa. Vậy mà suốt mấy ngày đầu ở nhà tôi nó không kêu gì hết trơn á. Lúc đó tôi cũng không hình dung được là giọng con Xỉu khi kêu lên nó sẽ ra làm sao. Tôi còn nói hả, có khi nào nuôi ngay con mèo này nó bị câm không trời. Chứ mèo con ngủ thì thôi mà thức là nó kêu sáng đêm luôn á. Cái tới sau này á, làm cái gì mà nó không vừa ý á, cái nó kêu ao, ao. Còn đi tắm thì kêu đau, đau. Chứ không có hề nghe nó kêu meo meo như con mèo bình thường của người ta. Thì từ đó tôi mới biết à, thì ra đây là ngôn ngữ riêng của con Xỉu. Còn cái từ ăn ăn á, là tôi dạy. Nó cứ ao ao không à, tôi cũng không biết giao tiếp với nó làm sao. Rồi khi Xỉu nó muốn cái gì hay ăn cái gì á, nó cũng không có kêu luôn. Nó chỉ ngồi im rồi mở mắt thiệt là to nhìn chầm chầm vô tôi vậy đó. Tôi cũng không biết nó muốn gì, cái tôi hỏi đại đó là con ăn hả? Nó nghe xong á, cái nó có phản ứng. Vậy là tôi hiểu rồi. Cái tôi mới nói nó là sau này con muốn ăn á, là con phải nói ăn nghe chưa. Ăn, ăn, ăn. Rồi mỗi ngày trước giờ ăn á, tôi mới cầm cái hộp hạt ra. Sau đó ai contact với nó, hỏi nó ăn không? Con muốn ăn hả? Ăn, ăn đúng không? Mỗi ngày đều lặp lại như vậy. Nghe riết cái nó nhớ, nó nói theo được luôn. Còn bây giờ, tới cử ăn vẫn kêu ăn. Chưa tới cử ăn cũng đòi ăn. Muốn cái gì cũng kêu ăn. Hỏi nó cái gì, nó cũng trả lời ăn. Tiếc là tôi cũng không biết đường mà làm luôn. Sau cùng được chị chủ dạy thêm từ ăn. Các bạn có vẻ vì bé Xỉu luôn trong tình trạng thèm ăn, nên bây giờ cô nàng chỉ kêu mỗi từ ăn mà thôi.